Thời tiết vào thu rồi thì mình mặc gì ha? Mặc dù ở Sài Gòn nó chưa có lạnh lắm nhưng mà tôi rất là thích mặc áo len. Ai mà áo tôi đang mặc gọi là len nhưng mà nó rất là mỏng nhẹ và thoải mái. Bà nào mà lấy như tôi thì đừng bỏ qua nha. Những ký ức anh thấy lòng mình nghẹn ngào, mà tim nhói đau như đang nhận ngàn vết dao. Vì em ra đi chẳng một câu chào, bỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôm nào. Hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn, để giờ anh có yêu em nhưng người lại buông. Nước mắt anh tuôn theo màn đêm buông xuống, kết thúc là điều hạnh phúc đã xa mù khơi. Khi xưa mình bên nhau giờ anh hiểu, tôi ơi muốn làm gì? Tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa. Anh ấy không yêu mình đâu mà, đã cố phải dừng lòng, mình anh chẳng an tâm. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save it from tears, I gave it to someone special. Trời dù mưa, đường có đông, nhà có xa, anh cũng qua. Chỉ cần nói là em đang không thấy vui, anh sẽ tới. Đứng trước cửa nhà em nhìn thấy trên camera Casablanca, tay anh mang hoa, khoác pyjama, giặt đón anh vào nhà.